Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Việt Dũng là mất mát lớn đối với đại gia đình SBTN nói riêng và cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản nói chung. Đối với chúng tôi, nhạc sĩ Việt Dũng là một người bạn, một người anh, một người thầy, một người chiến hữu đã hết mình tranh đấu cho tự do dân chủ, cho Việt Nam. Anh ra đi nhưng tinh thần của anh, tinh thần của một người Việt quốc gia luôn luôn lúc nào cũng hướng về quê hương tổ quốc và tranh đấu đến hơi thở cuối cùng của mình. Và tinh thần Việt Dũng mãi mãi vẫn sống trong lòng người Việt của chúng ta. Anh đã để lại cho đời những bài hát, những bản nhạc nói lên nỗi đau lòng của những người tha hương, những bất công với sự cai trị độc tài của chế độ Cộng sản cho những đồng bào còn ở lại. Nhưng quan trọng hơn đó là tinh thần của anh Việt Dũng, một tinh thần không ngừng tranh đấu chống lại sự độc tài của chính quyền Cộng sản Việt Nam với một mong muốn cho người dân Việt Nam được tự do, dân chủ và nhân quyền. Để chia sẻ những kỷ niệm của anh Việt Dũng trong chương trình Diễn đàn Thanh niên hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trò chuyện với anh Long Nguyễn, Phó Ngoại vụ của Tổ chức Cộng đồng Massachusetts, và anh Ngô Triều Vũ, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Massachusetts. Thì xin mời anh gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài SBTN. Triều Vũ xin được kính chào tất cả quý vị khán giả của đài SBTN. Huy Long cũng xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài SBTN. Thì câu hỏi đầu tiên Trường Giang muốn đặt với anh Triều Vũ là Trường Giang biết thì cái mối tâm tình giữa anh Triều Vũ và anh nhạc sĩ Việt Dũng là rất là gắn bó. Thì anh có thể chia sẻ những cái cảm tưởng của mình khi mà anh Việt Dũng qua đời thôi. Thưa Trường Giang cũng như tất cả quý vị, thì khi mà Triều Vũ đi làm ra thì nghe tin là anh Việt Dũng qua đời thực sự là một cái điều rất là sốc. Và mình lúc đó có thể nói là tay chân nó hơi rụng rời, vẫn chưa tin được đó là sự thật. Nhưng mà sau mấy phút sau thì rất là nhiều người gọi tới và tin tức đó đã kiểm chứng là đúng. Thì đây là một cái sự mất mát rất là lớn với Triều Vũ, với anh Việt Dũng thì như là hai người anh em với nhau. Và Triều Vũ đã có được cái sự may mắn để sinh hoạt với anh trong những cái thời gian qua. Thì đây không những là một cái sự đau lòng riêng cá nhân với Triều Vũ và đặc biệt là một cái sự đau lòng đối với tất cả những người Việt Nam tị nạn Cộng sản cũng như là những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thì đây là một cái sự mất mát rất là lớn và có lẽ là cộng đồng Việt Nam của chúng ta hiện nay vẫn rất là đang đau lòng trong cái những cái ngày gần đây. Anh Long. Thì cũng như Triệu Vũ thì cũng nhờ qua cái trang mạng của Facebook á, thì mình tình cờ mình đọc một cái post của người bạn nhắn là chúc cho anh Việt Dũng được ngủ yên. Thì mình đọc mình cũng hơi ngạc nhiên, kêu ủa anh Việt Dũng mình mới gặp ảnh đây thì hết cũng khỏe mà sao. Thì đọc cuối cùng đọc kỹ lại thì với lại kiểm chứng lại thì như Vũ đã nói thì mình cũng rất là buồn. Tại vì thật mình với anh Việt Dũng thì không có sinh hoạt chặt chẽ như chị Vũ, nhưng mà mình biết được anh qua những cái bài hát hoặc như là một bài một chút quà cho quê hương hoặc là bài lời kinh đêm. Thì mình rất là quý anh, những cái lời nhạc của anh và cái tinh thần tranh đấu của anh thì mình rất là quý anh, và anh mất đi thì mình cũng rất là buồn. Thưa quý vị, đúng đó, nếu nói chuyện ngạc nhiên thì còn ít quá, tại vì sốc là một từ mà anh Việt Dũng, Ngô Triều Vũ vừa trình bày. Thì Trường Giang cũng vậy, khi mà nghe được cái tin như thế thì Trường Giang lập tức bắt phone lên và gọi cho anh Thiện Thành. Thiện Thành là một trong những người thân nhất của anh Việt Dũng ở bên Cali. Thì khi mà biết được tin đó thì Trường Giang đứng sững lên, coi như là ảnh quá gần gũi với mình đi. Mà khi mà nghe được cái gần gũi ngoài là một người anh, một người thầy, mà người tường huấn luyện cho tất cả những thành viên của SBTN ở Boston đây. Ngoài đó thì cái cuộc tranh đấu và những cái khởi xướng tranh đấu cho dân chủ nhân quyền thì luôn lúc nào Trường Giang cũng đi theo vào những cái bước chân của anh. Thì đó là một cái sự mất mát rất lớn. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới nhạc sĩ Việt Dũng thì điều đầu tiên hai anh nghĩ tới là điều gì? Theo như Triều Vũ thì khi mà nói tới nhạc sĩ Việt Dũng là Triều Vũ là một cái sự may mắn là được là bắt đầu quen biết anh cách đây mười mấy năm. Và mười mấy năm đó quen biết cũng trong một cái cuộc, trong một cái buổi sinh hoạt của cộng đồng ở đây, là cái buổi sinh hoạt một đêm thắp nến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta ở Việt Nam. Thì anh Việt Dũng và chị Việt Ánh đã về đây. Thì đó là lần đầu tiên gặp. Và suốt những chặng đường dài cho tới ngày hôm nay thì có lẽ là khi mà ai nói đến ca nhạc sĩ cũng như là MC Việt Dũng thì quý vị cũng đều biết đó là một cái người hàng đầu đấu tranh cho tự do dân chủ, và anh đã hy sinh hết tất cả cái cuộc đời của mình cùng với một cái tâm huyết của anh để mong muốn cho hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam của chúng ta
đang ở quê nhà không có quyền nói lên được những cái tiếng nói đó, cũng như là đã giúp cho rất là nhiều người ở trong nước, và không những là những cái trong những cái cuộc đấu tranh và ngay cả những cái lần gây quỹ cho thương phế binh hay là những cái sinh hoạt của tổ chức cộng đồng ở đây, anh luôn luôn sẵn sàng về đây để giúp cho cộng đồng. Đó là những cái sinh hoạt mà chị Vũ đã sinh hoạt với cộng đồng cũng như cái cơ hội may mắn để làm việc với anh, thì có lẽ không ai mà không nghĩ đến anh Việt Dũng là một người đấu tranh hoàn toàn cả tâm sức, mặc dù anh là một người phải đứng trên hai cái chiếc nạng, nhưng mà cái tâm hồn của anh không hề tàn tật. Tâm hồn của anh khi nào cũng nghĩ đến đất nước Việt Nam. Và có một lần Triệu Vũ với lại bà xã của Triệu Vũ đi làm việc với anh, và ba anh em đi ra một cái chỗ đó, thì khi mà đi lên cái bước thang đó thì bà xã còn nhắc lại rất là rõ, đó là bà xã muốn thấy anh đi lên rất là khó, thì muốn giúp hai vợ chồng, muốn giúp anh đi lên. Nhưng mà anh nói không em, không em, cái chuyện này đối với anh là chuyện nhỏ, phong bao bão táp đối với anh, nhất là trong những cái con đường anh đang làm việc, thì cái này không ăn thua gì hết. Anh đã cầm hai cái nạng bỏ một bên và anh tự một mình anh đi lên ba bốn cái bậc thang đó. Thì một người phụ nữ giống như bà xã của mình thì rất là cảm động, và chính bản thân mình cũng phải khắc phục, bởi vì một con người như anh mà thực sự anh hoàn toàn đứng dậy một cách mạnh mẽ để làm được rất là nhiều công việc cho người Việt của chúng ta, không những ở hải ngoại mà đặc biệt là ở trong nước Việt Nam của chúng ta. Cái đó thì nói vấn đề tranh đấu cho dân chủ dân quyền thì anh Triệu Vũ, những trình bày của anh Triệu Vũ thì tức là chúng ta ai cũng đồng ý hết. Nhưng mà khi mà gần gũi với anh Việt Dũng thì anh Triệu Vũ cảm thấy như thế nào? Khi mà gần gũi với anh Việt Dũng thì có lẽ lần đầu tiên thì mình với một người mà mình đã thần tượng, bởi vì Triệu Vũ là con của một gia đình HO, ba của Triệu Vũ đi tù 13 năm và Triệu Vũ đã từng sống trong cái chế độ cộng sản và biết được cộng sản là một cái chế độ tuyên truyền nói láo như thế nào. Cho nên khi thấy hình tượng của anh Việt Dũng trước khi gặp thì mình thấy là một cái thần tượng rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta ở đây, đặc biệt là trong những cái chương trình sinh hoạt như vậy. Nhưng mà khi ngồi bên ảnh hồi tâm sự hay nói chuyện thì ảnh rất là gần gũi, rất là thân mật. Và lần đầu tiên gặp, lần thứ hai, lần thứ ba là em trai, lần thứ tư, lần thứ năm, và bắt đầu tất cả những cái sinh hoạt cộng đồng anh không về đây được, thì bất cứ một cái gì Triệu Vũ chỉ cần bóc phone lên hoặc là một cái tin nhắn hay là một cái email, em cần số phone của ca sĩ này, em cần số phone của ca sĩ kia, em đang làm cái chương trình này, theo anh thì nên book những ca sĩ nào cho những cái chương trình nó phù hợp này kia. Anh luôn luôn sẵn sàng trả lời ngay lập tức, và anh khi nào cũng sẵn sàng. Và anh về đây có một lần gặp mặt ở nhà bác Lại Thư Mỹ, cũng như có ông chủ tịch cộng đồng ở đó là ông Nguyễn Thanh Bình, thì anh nói là bất cứ cái gì mà cộng đồng này cần đến anh làm được, anh sẽ làm hết mình. Không, nhiều lần thì Trường Giang cũng quen biết anh Triệu Vũ và cũng nghe những cuộc trò chuyện của anh Triệu Vũ với anh Việt Dũng. Có những lần khi mà anh Việt Dũng không có qua bên Boston được thì anh Triệu Vũ làm thế nào cũng phải mua những món quà để gửi qua cho anh Việt Dũng, thì đó là tình cảm của hai anh em rất là gắn bó và chặt chẽ. Nhưng mà riêng về Long thì khi mà nói về nhạc sĩ Việt Dũng cũng như là MC cũng như là người làm trong đài SBTN thì Long nghĩ tới cái điều gì đầu tiên chứ? Mình được biết anh Việt Dũng lần mình được nghe bài đầu tiên, cái bài Một Chút Quà Cho Quê Hương là năm 94 lúc mình lần đầu tiên qua 92 lúc mình lần đầu tiên qua Mỹ. Thì lúc đó mình cũng còn trẻ, với lại từ ở Việt Nam qua thì mình đâu có hiểu gì về cái thế giới ngoài Việt Nam đâu, tại mình ở Việt Nam thì mình bị nhồi sọ, người ta dạy sao mình biết gì. Tới khi qua tới mình nghe cái bài tới mình rất là, mặc dù mình còn nhỏ nhưng mà mình rất là cảm động. những cái lời văn, những cái lời thơ mà anh dùng trong đó nó quá là chính xác, đúng không? Đúng vào tâm điểm. Nên thì tới năm 98 là lần đầu tiên mình có hân hạnh được gặp anh Việt Dũng trong trong một lần sinh hoạt với lại các anh chị trong đoàn thanh thiếu niên đại hiệu ở Washington DC. Thì mình gặp ảnh với lại chị Nguyệt Ánh nữa, thì mình cũng nói chuyện với anh chị. Lúc đó mình cái không first impression của Long là như thế nào? Anh Dũng rất là một người rất là dễ thương, ảnh rất là cởi mở. Mình nói chuyện với ảnh thì ảnh mặc dù ảnh không biết mình là ai, nhưng mà ảnh rất là cởi mở, ảnh nói chuyện, ảnh hỏi thăm này nọ, thì mình rất là mến ảnh. Đúng là một con người có thể nói rất là gần gũi, và ai đến thì cũng có thể dễ dàng để mà làm quen với ảnh. Chứ không chỉ như là có những người chúng ta cũng biết là người ta cũng làm rất là nhiều việc cho đấu tranh này kia,
Nhưng mà khi tới gần cũng không phải là một cái sự dễ dàng hòa nhập, giống như là một người bạn chưa bao giờ biết mặt mà gặp nhau một lần, lần thứ hai là mình cảm thấy nó rất là thân thiện. Đó là một cái sự cởi mở của anh. Và cái đó là cũng là những trách của Trần Giang, thì anh chịu phụ trình bày. Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng núi England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa. Nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây, quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió. Có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận đưa thuốc đến tận nhà quý khách. Bãi đậu xe rộng rãi, an toàn, địa điểm thuận lợi. Maxim Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Số điện thoại 617-282-9800. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế. Vietnet Travel 1-800-380-6181, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, vân vân. Vietnet Travel 1-800-380-6181. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình nghề nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail, thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Wow. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha, có gì okay. Em cũng xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail, tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Dorchester trong khu vực Dorchester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Hai Lúa Plaza tọa lạc tại 937 trên đường North Main Street vùng Randolph, đối diện với cây xăng US Gas và gần nhà thờ St. Bernadette. Chợ Lucky chuyên bán sỉ và lẻ tất cả các rau cải và trái cây tươi hàng ngày như chôm chôm, mít, mãng cầu, sầu riêng, mang cụt, xoài, v.v. Đặc biệt nhất là quầy thịt tươi, cá, tôm và cua sống hàng ngày. Ngoài ra, chợ còn cung cấp các gia vị đồ đông lạnh, đồ khô, mắm, tương rất phong phú. Các loại gạo thượng hạng, đặc biệt là gạo Jasmine Jazz được sản xuất từ Louisiana, phẩm chất tốt, giá cả phải chăng. Hai Lúa Plaza sẽ khai trương thêm food court và 12 cửa thương hiệu bên trong. Chợ mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7 từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Bên cạnh, nhà hàng Hai Lúa đã được thiết kế rất sang trọng và khang trang, trên 100 chỗ ngồi rất thuận tiện cho tiệc và tổ chức sinh nhật họp bạn. Nhà hàng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam cho sáng, trưa và tối. Đặc biệt có những món ăn rất đặc sắc như món lẩu dê, lẩu mắm và món tráng miệng kem chuối chiên rất ngon.
Đặc biệt nhà hàng còn nhận làm các món ăn tiệc tại tư gia và đem đến tận nơi. Nhà hàng sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng mỗi ngày với những món ăn sáng miền Tây. Nếu quý khách nào đi chợ hai lúa trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một tô phở. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 781-885-2687. Chủ nhân trân trọng kính mời. Lee Store & Bakery có bán các loại dược thảo, nước uống các loại. Chúng tôi nhận đặt bánh, thức ăn cho sinh nhật và các buổi họp mặt. Đặc biệt nộp tiền thẻ điện thoại cho nhiều công ty uy tín. Đặc biệt chuyển tiền, gửi hàng và sữa Ensure về Việt Nam nhanh chóng và hợp pháp, an toàn và uy tín do hai công ty MoneyGram và US Beauty VT & Cargo. Giá cả phải chăng? Xin lưu ý tiền sẽ giao tận nhà cho người thân quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc Cô Chi, số điện thoại 617-822-0098. Metro South Insurance tọa lạc tại 835 trên đường Dorchester Avenue trong vùng Dorchester. Metro South Insurance là một công ty bảo hiểm chuyên lo về nhà và tất cả các cơ sở thương mại. Đến với Metro South Insurance, quý vị sẽ được giải thích tận tâm. Đặc biệt, quý vị sẽ được giúp đỡ những bảo hiểm khó khăn mà tất cả các công ty bảo hiểm khác từ chối. Mọi chi tiết xin liên lạc Trung tại số điện thoại 617-438-8767. Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh, số điện thoại 508-769-6968. Nói tới anh nhạc sĩ Việt Dũng thì chúng ta cũng biết là anh biết viết rất là nhiều bản nhạc. Và đa số những bản nhạc đó khi mà mình nghe thì nó rất đi vào lòng của người của con người. Ngoài những cái bản nhạc mà chúng ta đã biết như là Một Chút Quà Cho Quê Hương hoặc là Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn, là những bài nhạc mà tranh đấu cho chủ nhân quyền cờ cho Việt Nam, thì anh Triều Vũ, nếu mà nói về một bản nhạc mà anh thích nhất của anh Việt Dũng và ý nghĩa của nó và làm cho anh rung động, thì anh thể nói cho Nhạc phẩm của những cái sáng tác của anh Việt Dũng thì rất là nhiều, nhưng mà một trong những bài mà chịu thích đó là bài, đúng là bài Một Chút Quà Cho Quê Hương. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mà... Bởi vì khi mà chúng ta nghe, mình nhất là mình vừa đặt chân tới Boston từ năm 1993 thì mình thấy là ở Việt Nam là một cái sự thiếu thốn một cách rõ ràng, nhưng mà cái bài hát nó nói lên những cái ví như là con gửi về cho cha dăm ba thuốc lá, hay là gửi về cho mẹ với chiếc kim may, đó, mẹ may hồ con. Tất cả những cái lời nói đó là từ một cái, nó có một cái hình ảnh về vật chất nhưng mà nó lại có một cái hình ảnh về vấn đề tinh thần, đốt cháy cuộc đời sau mòn trên ngón tay. Những cái đó là những cái mà nếu mà chúng ta suy nghĩ cho cùng thì đúng là cuộc đời ở bên Việt Nam, đúng là có những lúc mà mình chỉ ngồi mình ngẫm nghĩ, mình ngồi mình hút thuốc hoặc là một cái điếu thuốc cầm trên ngón tay, nhưng mà tương lai mình không biết nó đi về đâu. Có nghĩa là điếu thuốc nó cứ từ cháy, cháy từ từ là cháy cả cái cuộc đời của mình. Nếu mình sống ở dưới một cái chế độ cộng sản như vậy thì cái tâm trạng của mình lúc đó mình cảm thấy là nó quá thấm thiết, nó rất là thấm thiết. Và đúng, nếu như mà Triều Vũ hiện nay vẫn còn đang sống ở bên Việt Nam thì có lẽ chủ cũng không biết là cuộc đời của mình đã đi về đâu và đã được đào tạo ra thành một con người như thế nào. Bởi vì người ta vẫn nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu chúng ta cứ ở dưới một cái chế độ giống như vậy thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ có thể là trở thành một con người khác như là con người ngay bây giờ của chúng ta đang có ngày hôm nay.
Còn riêng Long thì bản nhạc nào mà Long thích, Long có thể trích ra một đoạn để cho và chia sẻ cùng quý vị. Mình hôm nọ mình tình cờ được nghe ca sĩ Diễm Liên hát bài Lời Kinh Đêm. Lời kinh đêm ơi, lời kinh đêm, lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài. Ai có nghe thấu lời kinh khổ sao? Cuối mặt gục đầu ngủ quên. Thuyền mong mây ngôi đời lênh đênh, thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ. Lời kính cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng đạm mồ. Thuyền trôi xa về đâu ai biết. Lúc đó mình chưa biết là bài đó của nhạc sĩ Việt Dũng, nhưng mà có hai câu trong bài đó hay nhất, mà mình cảm thấy hay nhất là cái là hai câu thuyền trôi đi về đâu ai biết, thuyền có về cái bến tự do. Mình nghe tự nhiên tầm mình cảm thấy nó rất là nó rất là thật. Con thuyền nó trôi đi đi đến đâu mình thì nó không có thể biết được, nhưng mà anh lại hỏi là có thể về để ghé bến tự do. Mình nghĩ là có đem cái tự do, có về ghé bến tự do. Cái bến tự do đây là cái là nước Việt Nam mình, là hy vọng một ngày nào đó đất nước Việt Nam mình sẽ được tự do và cái con thuyền nó sẽ trở về ghé về Việt Nam. Thì mình thấy nó rất là hay. Mình Long không biết là mình hiểu cái ý của anh đúng không, nhưng mà mình thích hai câu đó nhiều lắm. Ok, thì khi mà Long nói tới đến hai cái chữ tự do, thuyền ghé bến tự do đó, thì chúng ta cũng thể hiểu được rằng là cái sự tự do nó quan trọng tới cái mức độ nào. Bởi vì khi mà chúng ta ở trong nước, có thể chúng ta chưa có hiểu được cái hai cái chữ tự do nó tới mức độ nào, nhất là với cái tuổi trẻ của chúng ta lúc đó, chúng ta còn quá nhỏ để mà hiểu được. Nhưng mà khi ra tới đây chúng ta mới nhìn thấy được đúng là cái sự tự do nó rất là cần. Tự do không phải là tự do dân chủ nhân quyền không thôi, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tất cả mọi thứ rất cần sự tự do ở với một cái mức độ nào của người Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt là tự do làm quyền của con người cũng phải được tự do. Đó là những cái mà anh Việt Dũng đã bỏ hết cái tâm huyết để đấu tranh cũng vì những cái sự hai chữ tự do đó. Và bao nhiêu triệu đồng bào Việt Nam chúng ta bỏ nước để mà ra đi cũng tìm hai chữ tự do. Kính thưa quý vị, sự ra đi đột ngột của anh Việt Dũng là một nỗi đau và cũng là một mất mát rất lớn cho cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Nhưng có lẽ tinh thần của anh Việt Dũng sẽ mãi mãi trong lòng của chúng ta. Thì anh Triệu Vũ có thể nói chúng ta biết làm sao, làm thế nào để chúng ta có thể duy trì cái tinh thần đó và chúng ta tiếp tục để tranh đấu và tiếp tục những bước đi của anh Việt Dũng đã đi trong suốt 30 năm vừa qua. Cái này là theo cái suy nghĩ của Triệu Vũ thôi, chứ nếu mà Triệu Vũ mà nói làm sao để có thể làm được thì có lẽ cái đó nó hơi quá to tát. Nhưng mà với Triệu Vũ thì Triệu Vũ nghĩ rằng là chúng ta nhìn lại một cái con người của anh Việt Dũng và những cái gì anh đã làm và những cái gì mà anh đang mong đợi và anh đang làm. Và chắc chắn là những cái ước mong của anh vẫn là tự do, dân chủ và nhân quyền để đem lại hạnh phúc cho những người đang sống ở tại Việt Nam. Thì có lẽ chúng ta là một trong những người không làm được những việc lớn như anh Việt Dũng. Nhưng mà những người Triệu Vũ cũng hy vọng rằng cái điều đầu tiên là anh chị em của chúng ta hay là tất cả các bạn trẻ đang sống ở hải ngoại chúng ta, trước tiên là phải có cái tinh thần là chúng ta phải giữ vững được cái tinh thần đấu tranh và giữ vững được cái tấm lòng của mình. Khi chúng ta ra làm việc để mà đấu tranh, chúng ta cần phải có cái tâm. Và cái tâm của chúng ta thì như anh Việt Dũng đã bỏ hết cả cuộc đời của anh để làm. Thì chúng ta không làm được nhiều, chúng ta cũng có thể làm được ít. Cái tinh thần rồi cái bắt đầu chúng ta có thể đóng góp tất cả những cái gì chúng ta có thể làm được cho những cái sinh hoạt đấu tranh trong cộng đồng của chúng ta. Ngày đó là cái điều cần thiết đầu tiên cái đã. Chứ đừng có nói tới những cái việc xa xôi quá. Rồi nếu mà ai có những cái khả năng nữa thì chúng ta cứ tiếp tục mạnh dạn ra để chúng ta làm tiếp theo. Và chúng ta làm được gì thì chúng ta cứ làm. Chúng ta làm được bao nhiêu thì cho dù là một chuyện nhỏ thì cũng là một cái đóng góp của từng mỗi con người của chúng ta tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà cái tinh thần cũng như cái sự khích lệ của những người chúng ta nhiều khi không làm được thì chúng ta cũng đi tham gia hoặc là chúng ta khuyến khích con em của chúng ta, khuyến khích bạn bè của chúng ta đến tham gia những cái sinh hoạt đó, để chúng ta đưa cái tinh thần đó đến cho tất cả mọi người đang sống, để cho những người đang sống ở đây chúng ta hiểu được cái sự tự do và hiểu được cái gì người Việt Nam của chúng ta
đang sống tại Việt Nam cần đến. Và đó là những cái đóng góp nho nhỏ đầu tiên chúng ta có thể làm được. Chứ chúng ta đừng có nghĩ tới những cái chuyện quá xa vời. Dĩ nhiên là không ai có thể thay thế anh Việt Dũng được trong những cái trường hợp thế này. Nhưng mà chúng ta, mỗi người một tay, chúng ta có thể làm việc nhỏ. Rồi mỗi người đóng góp một phần thì tất cả những cái việc đó đã là một cái điều rất là đáng quý cho người Việt chúng ta đang sống tị nạn ở đây. Mình hy vọng là tất cả các anh chị em trẻ, nếu như mà không được làm được những việc lớn như anh Việt Dũng đã làm, thì mình cố gắng làm được những việc nhỏ, ra giúp việc cộng đồng, hoặc là nhiều khi trong cộng đồng thích cần người đi treo cờ, hoặc là đi tham gia những cái cuộc gặp gỡ nghị viên này nghị viên nọ, thì mình cố gắng tham gia vào để mà thúc đẩy cho cộng đồng Việt Nam mình, người Việt hải ngoại nó càng lớn mạnh, thì mình mới có khả năng thay đổi được cái guồng máy ở trong nước. Thì Long hy vọng một ngày nào đó Long sẽ thấy được đất nước Việt Nam mình phát triển mạnh mẽ hơn, và các anh chị em ở trong nước có được tự do. Lời cuối anh Chủ Vũ có thể chia sẻ cùng quý vị khán giả. Thưa quý vị, thì trong những cái ngày gần đây, cho là tất cả những người tị nạn cộng sản Việt Nam của chúng ta đang sống ở hải ngoại, cũng như là những người đang mong mỏi cái sự tự do ở trong nước, có lẽ cũng rất là đau buồn vì cái sự ra đi đột ngột của anh Việt Dũng và Triều Vũ, cũng như là những anh em ở đây cũng đang rất là buồn trong những cái ngày gần đây, và anh em chúng tôi cũng nói chuyện với nhau rất là nhiều, và có lẽ không có gì bằng là tất cả chúng ta cũng hy vọng rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sớm có một ngày tự do. Đó là cái điều mà có lẽ anh Việt Dũng đã mong mỏi, và anh sẽ cảm thấy được rất là vui vẻ ra đi một cách vui vẻ, khi mà đặc biệt là khi mà biết được đất nước Việt Nam của chúng ta đã được cái tự do. Và cũng trong cái bầu không khí rất là đau buồn này, thì anh em chúng tôi cũng xin chia buồn với gia đình anh Việt Dũng cũng như là đại gia đình Tang Khuyến hiện nay, và chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho linh hồn Yuseayon của anh Việt Dũng sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Có Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Có Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân, nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam.